Em chào chị Ivy, Mai Hoàng Ivy, chị cùng với team Lore tại miền Bắc. Cảm ơn chị và team đã đồng hành và phát triển với mỹ phẩm Lore trong suốt một năm vừa qua, cũng như là đã cùng với mỹ phẩm Lore công ty Leona vượt qua rất là nhiều chặng đường trong thời gian trước. Chị là một trong những người chị rất là thân thiết với Leona, bởi vì chị là một trong những nhà phân phối gần như là đầu tiên của mỹ phẩm Lore. Cảm ơn chị đã cùng với em vượt qua rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều chặng đường và ghi dấu ấn rất là nhiều với mỹ phẩm Lore. Và trong năm vừa qua, ngoài những cái lợi nhuận mà chị đã gặt hái được, thì chúng ta hãy cùng đón nhận phần thưởng của năm 2021 là 512 triệu, còn 12 triệu thì mình sẽ lấy số lẻ sau nha. Cảm ơn chị đã cùng đồng hành với em. Mặc dù là em đã không có thời gian xuất hiện ở miền Bắc nhiều, nhưng mà chị đã phát triển rất là tốt thị trường miền Bắc. Và em cam kết và hứa với Mai Hoàng Ivy cùng với team của chị Ivy rằng trong thời gian sắp tới sẽ bùng nổ thật là mãnh liệt hơn nữa thị trường miền Bắc. Cảm ơn chị và team của Ivy đã cùng đồng hành với mỹ phẩm Lore. Cảm ơn và trân trọng sự nỗ lực hết mình của mọi người. Xin chào các bạn, tôi là nhà phân phối mỹ phẩm Lore miền Bắc, Mai Hoàng Ivy. Một năm 2021 với nhiều thách thức đã qua đi, tuy nhiên là khi mà tổng kết doanh thu lương thưởng cho chị em hệ thống Ivy Team á, thì tôi cảm thấy là tự hào vô cùng luôn. Mặc dù dịch bệnh Covid hoành hành, chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, tuy nhiên không gì có thể ngăn được cái tinh thần quyết chiến, quyết thắng, bất bại của chúng ta. Điều đó thể hiện qua cái sự tăng trưởng vượt bậc rõ rệt về doanh thu lương thưởng hàng tháng, hàng quý. Và để đạt được cái thành tích này thì tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giám đốc Lê Thị Loan, người đã sáng lập ra thương hiệu mỹ phẩm Lore, và ban lãnh đạo công ty Leona Beauty and Cosmetics đã luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo, nâng cấp chất lượng sản phẩm ngày một chuyên nghiệp và đa dạng hơn. Đồng thời luôn nắm bắt những cái cơ hội, nhìn nhận thời cơ để đưa ra những cái chiến lược kinh doanh phù hợp, bùng nổ đi đầu thị trường để tôi và chị em toàn hệ thống có thể tự tin kinh doanh, yên tâm phát triển. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đối tác của tôi. Cảm ơn các bạn đã luôn vững tin, kiên trì, cố gắng nỗ lực hết mình, kề vai sát cánh đồng hành cùng tôi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiến lên mỗi ngày xây dựng hệ thống Ivy Team ngày một lớn mạnh, phủ sóng thương hiệu Lore rộng khắp, đưa sản phẩm chất lượng tới tay nhiều khách hàng hơn và giúp cho hàng triệu chị em phụ nữ có thể tự tin về làn da ngày một xinh đẹp rạng ngời. Năm 2021 bội thu về nhiều mặt, thành công rực rỡ đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng nhau bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, chào đón 2022 với thật nhiều thành công mới, thắng lợi mới, với những kế hoạch và chiến lược cực hot đang chờ phía trước nha. Còn Lore, còn Ivy Team, chúng ta sẽ cùng nhau vươn cao, vươn xa, bứt phá mọi giới hạn, kiến tạo một tương lai giàu có và thịnh vượng nha các bạn. Cảm ơn và trân trọng tất cả các bạn. Mãi yêu. Và nhân đây thì tôi cũng xin gửi lời kính chúc tới quý khách hàng, quý đối tác, chị em toàn hệ thống Ivy Team cũng như là bạn bè trên Facebook. Một năm mới 2022 với thật nhiều bình an, nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc và vạn sự như ý nha.